Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hùng AK Gaming. Sau chuỗi 100 ngày tóm tắt ở trong Roblox Blockfruit để trở thành tư lệnh ngọt Katakuri thì hôm nay mình lại xuống đấy sau ấy tiếp. Hôm nay mình đã gọi là bắt đầu một cái quãng hành trình trở thành thợ săn hải tặc giỏi nhất các bạn ạ. Tôi sinh ra ở Biển Đông và với 3 thanh kiếm nhưng hiện tại tôi đéo có thanh nào. Tôi sẽ trở thành... kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì chúng ta phải mua trái quỷ gì? Không, chúng tôi nói không với trái quỷ. Cái quan trọng ấy, đó là chúng ta biết bơi. Đấy. Thằng bắt đầu này nó bán trái quỷ. À, nó bán thanh kiếm với giá tận 1.000 belly các bạn ạ. Tiền đâu ra để mua đây? Thôi, trước tiên chúng ta sẽ mua một vài thứ đã. Đó là Game Pass X thông thạo. Đây các bạn, mình sẽ mua 10.000 belly luôn các bạn nhá. Mua tốn 50 Robux hơi phí tí nhưng mà thôi cũng được. X2 tiền nè. X2 thông thạo luôn nè. Thuyền siêu tốc luôn nè. X2 kinh nghiệm luôn nè. Hay là về mình mua Zoru luôn các bạn nhở. Mua Zoru là mình thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đấy. Không được các bạn. Tôi khổ quen rồi, giờ sướng quá không chịu được. Tôi phải bắt đầu cái hành trình của tôi là phải đi lên từ đáy xã hội. À, mà nhân tiện đây mình xin giải thích nhá, tại sao mình lại không có mặt của Zoro mà mình lại dùng cái mặt của một nhân vật anime khác. Thì bởi vì là mình không kiếm được, là không có ở trên Roblox các bạn nhá. Nó chỉ có bộ đồ cùng với lại là cái tóc rồi khăn bịt đầu thứ thôi. Nhưng khăn bịt đầu đang đeo ở cánh tay rồi, nên là chúng ta sẽ không đội lên đầu. Để đây cho điển trai trông kiểu giống kiểu đầu rong biển ấy. Rồi, anh bán cho em ngay một cái kiếm katana. Nó có cả cái đao hải tặc này nữa này. Nhưng mà chúng ta là kiếm si mà. Với cả Roro không bao giờ dùng đao các bạn ạ. Chỉ mượn tạm mới được thôi, chứ còn không anh sẽ dùng katana. Đấy. Ban đầu ta sẽ bắt đầu với thanh katana khẻ lác lào này. Xịt sò con bò liền. Orewa Sekai Ichino Taikengo ni naru. Tôi sẽ trở thành đại kiếm sĩ số 1 thế giới. Nói chung là thời gian đầu này farm mình thấy dễ đánh tay các bạn ạ. Tại vì là mặc dù đánh tay các bạn có trái ác quỷ để đỡ đòn, nhưng mà bù lại là tầm đánh nó xa hơn ấy. Đây là thời gian đầu thôi nha các bạn nhá. Một xíu nữa là khổ liền luôn á các bạn ạ. Ban đầu đánh là quái nó yếu nên là mình cũng nghĩ là dễ, nhưng về sau mình mới biết là khó vãi cả trưởng ra. Đây các bạn, làm kiếm sĩ thì nó sẽ dễ hơn là cái võ tân binh là cái chắc. Chiêu vừa rồi là cái chiêu mà nó gọi là sư tử hống ấy. Si son son ấy các bạn ạ. Không phải là dạng sư tử hống nhưng mà nó là cái gì sư tử ấy của Zoro các bạn ạ. Đó là cầm kiếm xong chúng ta sẽ lướt qua một cái và đối thủ sẽ bị chém. Và không nhận ra là mình bị chém luôn. Mình không biết là mình nâng hết chỉ số vật kiếm này nó có tốt không nữa. Nhưng mà chắc chắn là mình cần phải nâng rất là nhiều vật kiếm để mình có sát thương để kết liễu kẻ địch các bạn ạ. Bởi vì là sắp tới lát nữa là mình sẽ nhờ thằng em mình hỗ trợ mình trong vấn đề chơi bẩn. Nên là tôi cứ nâng hết vào kiếm thôi, không cần phòng thủ cũng được các bạn. Anh cho em nhiệm vụ nào đấy khó vào. Em là thợ săn hải tặc anh ạ. Mà anh có cho em kiểu như là thằng hải tặc ở để em săn không? Không có thằng nào ở đây à? Không có thằng nào ở đây. À có kìa. Có thằng Chira tận 3 triệu 1 belly. Nhưng mà thôi anh ạ, nó quá sức em lắm. Thôi em đi săn khỉ còn hơn. Mới khỉ đấm đau phết các bạn. 10 máu một nhát. Mà mấy khỉ ở xa nhau vậy. Đến ngay cả mấy cái con khỉ nó còn làm mình phải suýt chết các bạn ạ. Đánh thì tất nhiên là chúng ta không thể đỡ được đòn đánh của khỉ nên chúng ta sẽ phải né rồi. Chúng ta vừa đánh vừa phải giữ khoảng cách. Mà cái thanh katana ban đầu này nó phế vãi cả trưởng rồi các bạn ạ. Tầm đánh nó cũng bé tí à. Nó dài hơn đánh thường có chút xíu. Nói chung là phế vãi trưởng. Ra đây con khỉ. Vết thương sau lưng là một nỗi nhục với một kiếm sĩ. Có thể tôi chưa phải kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, nhưng ít nhất tôi làm được một điều mà rất nhiều thằng ở trong cái thế giới Blockfruit này không làm được. Đó là tôi biết bơi. Mà không cần tổng người cá các bạn, tôi là human biết bơi. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ chơi theo kiểu kỹ năng các bạn ạ. Mấy con này đấm bắt đầu là vào máu rồi. Mà mình không có năng phòng thủ nên là bây giờ mình phải để cho nó không đánh được vào mình. Đúng rồi, một kiếm sĩ chúng ta phải có kỹ năng né đòn, chứ không thể nào mà dựa toàn bộ vào sức mạnh hay là sử dụng trái ác quỷ được. Chúng ta sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mà vẫn biết bơi. Tới đây con khỉ. Mày sẽ là đối thủ đầu tiên của tao. Mà tao phải dè chừng đấy. Không được rồi. Con khỉ này quá mạnh. Con khỉ này rất nguy hiểm. Thằng này, thằng Funny này là vào phá các bạn ạ. Đúng ra là nếu mà solo tôi sẽ thắng con khỉ đấy. Rồi các bạn, tôi sẽ lại chơi mất dạy tiếp các bạn nhá. Tôi sẽ tiếp tục là nhờ thằng em đánh gần chết con quái. Sau đấy là tôi sẽ ra đây, tôi sẽ đánh chết nó để tôi lấy kinh nghiệm thật là nhiều các bạn ạ. Đây, nó chuẩn bị chém xa tiếp.
Đây rồi. Tao sẽ trở thành kiếm sĩ chơi bẩn nhất thế giới. đúng kiểu tôi thuộc dạng kiếm sĩ chơi bẩn nhất thế giới, nếu phải là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi các bạn ạ. Ai ơi, cái định mệnh nhà đó nữa. Bây giờ chúng mày chém vào tao nhá, lát nữa chém bỏ mẹ tụi mày luôn. Mình lại tiếp tục hành trình là mình nhờ mấy thằng em hỗ trợ để farm một chút cho cái thời gian đầu nó tiết kiệm thời gian đi các bạn ạ. Tại vì mình làm hành trình lên tận level 2400 cơ mà, chứ có phải là level 700 rồi đâu. Nếu là 700 thì đơn giản rồi, nhưng mà 2400 nên là mình muốn tiết kiệm một chút thời gian, được tí nào hay tí nấy. Ok các bạn ơi, như vậy là sau một hồi dạng háng cái quái, tôi đã lên được level 74 rồi. Và kiếm của mình thông thạo lên được cao hơn cả level nữa. Đó, về người ta đã có chỉ số kiếm là tận 200 và cộng 24 lận. Thì chúng ta sẽ dễ dàng farm hơn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục farm kể từ đảo sa mạc trở đi nha. Đây này các bạn ạ, thật sự cái lúc này là nó mới lộ ra được là cái điểm yếu của kiếm sĩ ở trong thế giới Black Fruit là gì. Là không có trái ác quỷ. Mà cái kiếm này thì nó phê. Cái tầm đánh nó ngắn cực kỳ luôn á các bạn ơi. Đánh quái mà vừa đánh vừa phải chạy quái, nó quánh chết cho liên tục à. Nói chung là cái thời gian đầu này farm là rất là khổ luôn các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là trái mochi đã khổ rồi, giờ cầm kiếm lên tôi mới biết là làm kiếm sĩ nó còn khó hơn nhiều luôn. Rồi, lại đến với đảo tuyết, lại đến với Jaylee sẽ cho mình cái nhảy và cho mình cái cường hóa trước. Còn tiền thì bây giờ đéo có tiền để học tốc biến đâu các bạn. Mình không nhớ giá của cái kiếm này lắm, mình hy vọng là đủ tiền mua cái tam kiếm. Tại mình đã từng mua cái tam kiếm ở đây rồi. 60.000 Belly, vừa đủ luôn các bạn ơi. May là có x2 tiền đó nha. Rồi, như vậy là bây giờ cũng tạm thời là chúng ta có 3 thanh kiếm rồi các bạn ạ. Đấy, tam kiếm phiên bản fake. Ui, lại còn có cả Sharingan với Rinnegan thế này nữa. Tôi chả biết nhiều về mấy cái mắt ở trong game, ở trong Naruto lắm. Tại vì tôi không xem Naruto, nhưng mà tôi cũng biết Sharingan ấy, nổi tiếng. Ui, cái kiếm này có tầm chém rộng hơn các bạn ạ. Như vậy là nó cũng giúp mình rất là nhiều trong vấn đề farm rồi. Công nhận với các bạn là cái thử thách mà trở thành thợ săn hải tặc để làm kiếm sĩ mạnh nhất thế giới này nó khó hơn nhiều so với lại là cái việc dùng trái mochi các bạn ạ. Tại vì trái mochi là các bạn không bị đánh thường. Cho nên là cái thời gian đầu này farm rất là dễ, với cả nó là trái ác quỷ nên nó có thể spam chiêu được. Đây dùng kiếm này đánh thường khổ vái. Ui, nó tăng tầm đánh nhưng mà nó lại mỗi đòn đánh thứ ba nó lại tự tiến tới. Trời ơi. Khó quá các bạn ạ. Cái kiếm nó toàn tự tiến tới thôi. Tao không có yêu cầu mày tiến tới trong đòn đánh thứ ba chi đâu trời. Nào, giết con nữa. Rồi, dùng được chiêu rồi. Chỉ cần dùng được chiêu chém xa là tốt rồi các bạn ạ. Chúng ta còn chiêu chém xa chúng ta có thể spam chiêu. Chứ đánh thường mệt quá. Cái đoạn ở đảo tuyết này nói thật với các bạn nó là cực hình. Mình cứ nghĩ là cái đảo sa mạc đã là khó nhất rồi. Nhưng mà không, khi ở cái đảo tuyết này tôi mới biết cái sự khổ sở đó là cái gì. Lúc đấy là tôi thấm nhuần cái khái niệm nó gọi là dầm khô hay gọi là khổ dâm đấy các bạn. Cái kiếm này nha, tầm đánh nó to hơn một chút, nhưng mà bù lại á, nó cứ tiến lên đấy các bạn ạ. Kiểu như các bạn mà chém 4 đòn liên tiếp là nó cứ tiến lên một bước ấy, là rất hay là bị quái đánh luôn. Mà mình không có năng phòng thủ, quái nó chạm cho 2-3 chạm là chết rồi các bạn. Đánh rất là khổ, chiêu thì không có tài. Nói chung là kiếm sĩ trong thế giới này là hơi bị yếu đi. Nhưng mà không sao hết các bạn ạ. Mình đã quyết tâm sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi. Dẫu kể cả có chết, có thất bại bao nhiêu lần thì tất nhiên là mình cũng không bao giờ mình bỏ cuộc rồi. Mình nhất định sẽ đánh bại Bastille Hou. Và mình sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất trong thế giới Black Fruit. Sau đấy thì tôi có đi đánh con so. Con này thì nó vác cái quả lưỡi cưa trên người. Mình cứ nghĩ là mình đánh con này xong mình sẽ được cái lưỡi cưa thì mình sẽ dễ dàng farm hơn. Mình nghĩ là như vậy cho đến khi mình đánh nó hoài. Mệt gần chết luôn đấy các bạn ạ. Còn phải né tất cả mọi đòn tấn công của nó luôn. Mà cuối cùng vẫn chả được cái vẹo gì cả. Đúng thật sự là buồn luôn đấy chứ. Đến đảo tổng bộ hải quân này thì cũng rất là khó luôn. Tại vì là mặc dù bây giờ chúng ta đã quen hơn rồi, nhưng mà cái quái ở đây nó có kiếm các bạn ạ. Ấy, đây là mấy bọn lính nó có kiếm này. Mà bọn lính nó có kiếm tầm đánh của nó xa hơn là bọn lính đánh bằng tay không. Cho nên là mình cũng rất là phải chật vật mới có thể farm được ở khu vực này đấy các bạn ạ.
đây là thằng boss. Thằng boss thì mình thấy dễ hơn các bạn ạ. Dễ hơn trái mochi nhiều vì chúng ta không phải đợi hồi chiêu gì cả. Chúng ta có thể sử dụng chém thừa ngay. Chỉ cần chúng ta giữ khoảng cách và không để kẻ địch chạm tay vào mình thôi là được rồi. Một kiếm sĩ tài năng là một kiếm sĩ có thể né mọi đòn tấn công của đối thủ. Ok các bạn, thì mình có học được ở trên YouTube một cái nói cái trick thì không đúng lắm, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một cái đường hầm bí mật này các bạn. Đó, khi ta vào đường hầm này sẽ có một thằng cha nó bán cái mũ kiếm sĩ các bạn ạ. Ấy, Hassan, ngày xưa mình không biết cái này đâu, bây giờ là mình mới tìm hiểu để mình biết để còn kiểu như là tăng thêm cái khả năng farm của mình ấy. Thì khi đội cái mũ này vào thì mình sẽ được tăng 10% sát thương của kiếm các bạn ạ. Tức là 10% khi chúng ta sử dụng các cái vật phẩm như kiểu là kiếm. Đấy, rồi xịn sò luôn. Để mình thử xem nhá. Đó, cái này là 183. Nếu như mình tháo trang bị ra thì nó chỉ là 166 thôi. Đấy, xịn sò chưa. Sau đó tiếp tục thì lại đi lên đảo trên trời farm thôi. Nhưng mà lần này thì mình đã không cần phải mua võ điện nữa rồi, bởi vì lần này mình là một kiếm sĩ mà. Mà một kiếm sĩ tất nhiên ta sẽ không dùng tay không để đánh rồi. Các bạn thấy tôi chăm chỉ không? Vừa xem World Cup, vừa farm cấp để cho các bạn có video xem luôn. Các bạn thấy yêu quý cho mình xin một like và đăng ký nha. trông Zoro fan hiểu với trưởng các bạn ạ. Nhưng mà nhìn thấy thôi nhá, sau này là sẽ trở thành đại kiếm sĩ đấy. Kiếm sĩ số 1 tân thế giới nha. Lại tiếp tục farm quái ở nhà tù thôi. Quái ở đây cũng không quá là khó khăn lắm các bạn ạ. Nhưng mà lâu lâu thì tôi vẫn chết một lần. Sau đó tôi tiếp tục đánh con so. Nhưng mà rất tiếc là lại một lần nữa mình không rơi ra được thanh đao các bạn ạ. Rất trầm cảm luôn đấy chứ. Nó bắt tôi phải dùng tam kiếm rồi các bạn. Nhưng mà không sao hết các bạn ạ. Hành trình của mình là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mà. Mà kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là cầm tam kiếm, nên thôi cầm tam kiếm tạm được. Nó có hơi yếu một tí. Sau đó mình đi solo với các boss ở nhà ngục. Đây là thằng niên phó quản ngục này. Một đối thủ khá là khó nhằn đấy. Nhưng mày không có cửa với tao đâu, bởi vì tao là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Tiếp đến tôi chiến đấu với tổng quản ngục. Nhưng đây là một đối thủ rất khó nhằn. Hắn đã đánh bại tôi, nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc. Đến đây nào ngục trưởng, làm một trận đấu thư hùng đi. Tôi nghe nói rằng ở đây có một cái góc lát có thể đánh bại được ngục trưởng, nhưng mà tôi không ngờ là hắn có thể đánh xuyên tường. Mặc dù là đánh tường của hắn không xuyên được, nhưng chiêu thức của hắn thì có thể xuyên. Cho nên là tôi vẫn bị hắn giết, nhưng không sao hết, tôi bất tử mà. Chỉ cần tôi tiếp tục cố gắng thì hắn sẽ phải thua tôi, bởi vì tôi là nhân vật chính. Hành trình đi lấy thanh saber của mình các bạn ạ. Một thanh kiếm huyền thoại và chắc chắn nó sẽ mạnh hơn cái tam kiếm này. Cho nên là để cho dễ dàng trong hành trình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, chúng ta cần một thanh kiếm cực kỳ mạnh mẽ. Nên mình đã đi làm nhiệm vụ để lấy thanh kiếm saber của xanh tóc đỏ các bạn ạ. Đi qua đảo sa mạc để đốt để còn lấy cái cốc nè. Rồi, đi về hứng nước trong kia uống. Này, uống nước mưa đi ông ơi. Anh kia anh ấy bảo là đánh thích thằng cha cướp đi để còn lấy lại tiền cho anh ấy. Tôi đánh ba đòn nó chết luôn. Có chìa khóa rồi, vào đánh xanh tóc đỏ nào. Một trận đấu solo giữa thợ săn hải tặc cùng với lại là một tứ hoàng của Biển Đông. Nhưng mà tứ hoàng này hàng fake các bạn ạ. Chứ tứ hoàng hàng thật thì tôi nghĩ chắc là khé Haki Bá Vương là tôi ngất rồi. Ok, và như vậy là mình trải qua một quãng hành trình farm thì mình cũng đã lên được cấp 300 và lấy được cho mình thanh kiếm saber rồi. Theo như mình được biết thì mình cũng rõ lắm nha. Nhưng mà theo như mình được biết thì cái thanh kiếm saber này là kiếm của sang và nó là kiếm ngon nhất ở tại cái C1 này. Thế là mình đoán thế thôi nha, chứ còn những cái thứ ngon hơn như kiểu đại đao Bicento các thứ thì mình không rõ này. Nhưng mà lên C2 thì mình sẽ kiếm được cái tam kiếm. Còn bây giờ thì mình sẽ phải dùng tạm cho mình cái kiếm saber này.
dùng cái thanh Sauer này mình nghĩ chắc là sẽ farm dễ hơn. Thật sự là ở nick chính mình chưa dùng thanh này một lần nào các bạn ạ, nên mình còn chưa biết chiêu thức là như nào cơ. Bây giờ mình sẽ dùng thử nha. Lần này thì đến đảo Dung Nham này thì không còn phải khổ sở nhờ farm nữa rồi các bạn, bởi vì là mình đã có kiếm Sauer, một thanh kiếm huyền thoại, và thanh kiếm này nó thật sự rất là mạnh các bạn ạ. Nó làm cho mình dễ farm hơn rất nhiều so với cái tam kiếm cùi bắp kia. Ngoài ra nữa thì mình cũng không có trá quỷ, cho nên là mình cũng không việc gì phải lo đến cái vấn đề là quái này có haki cả. Thanh kiếm Sauer này trông hơi xấu một tí thôi, nhưng mà được cái là ngon các bạn ạ, dùng rất là sướng luôn. Anh nghĩ rằng lái có thể tạo được bánh đồ rút nữa. Xin lỗi, tên của em là Rorono Azoro, tên của em không phải là S. Này thì Akainu, này thì Akainu này. Nào 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 nào, đừng tưởng con trái ác quỷ mà ngon. Tiếp tục xuống đến đảo người cá và đi farm thôi các bạn. Trời ơi, lại là quái có kiếm các bạn ạ. Thật sự rất là khó khăn luôn. Thời gian đầu này là hơi khó khăn một tí luôn đấy các bạn, nhưng mà không sao hết, khó khăn thì mới làm cho hành trình của chúng ta trở nên có ý nghĩa được các bạn ạ. Một hành trình mà dễ dàng và không có khó khăn, không có thách thức, thì làm sao mà đó là gọi là một cái hành trình tuyệt vời và vĩ đại được. Để trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất, chúng ta phải trải qua những cái khó khăn mà người khác không thể trải qua được. Muốn ngồi được ở vị trí không ai ngồi được thì chỉ có ngồi và tim hùng mà thôi. Chúa tể người cá nào, ra đây solo nào, để xem kiếm thuật của ai hơn. Ây da, rồi ok, đối thủ mạnh hơn tôi các bạn ạ, tôi chấp nhận chịu thua. Ây da, quá là mạnh quá đi. Không sao, đối thủ mạnh thì chúng ta phải luyện tập. Sau khi luyện tập lại, chúng ta sẽ quay trở lại trả thù. Cả kỹ năng và sức mạnh của mình đều đã trên một bậc so với vừa rồi. Mình sẽ không để thua hắn một lần nữa đâu. Odeon mà kê này, cái giống rồi thì Odeon Alu. Cuối cùng mình đã lên đến level 450 và mình sẽ phải quay trở lại với đảo trên trời. Và khi quay trở lại đảo trên trời thì nó sẽ có một cái vật phẩm, đó là đại đao Bicento mà mình thấy là rất đáng để mua luôn. Nó cũng là một thanh kiếm huyền thoại. Mặc dù là nó không phải là kiếm, nó là tống cái đao hơn, nhưng chúng ta vẫn để coi nó là kiếm nha các bạn nha. Đã là một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì ta phải dùng được tất cả mọi loại vũ khí như đúng không? Là thế chứ, thực ra mình khá là thích sử dụng thanh đao này. Mình không biết là thanh Sauer hay là cái thanh đao này mạnh hơn nữa. Tuy nhiên thì có thể nói là mình thích cái thanh đao này vãi trưởng ra nên mình sẽ dùng nó nha. Với cả là mình bây giờ cũng sắp xuất hiện dâu trắng rồi, nên là mình sẽ farm trước cái thanh đao này để chuẩn bị cho cái việc là lát nữa dâu trắng xuất hiện thì mình sẽ gọi là làm cho cái thanh đao lên V2 các bạn ạ. Cái định mệnh nhà nó nữa. Có gì nếu như mà các bạn bất bình với cái thanh đao này quá và các bạn bảo rằng là nó méo phải thanh kiếm anh hùng ơi, thì được rồi, để tôi đổi tên video các bạn nha. Nếu các bạn bất bình nhiều tôi sẽ đổi tên video này, các bạn yên tâm. Tôi sẽ đổi thành đó là hành trình trở thành đao sĩ mạnh nhất thế giới, chứ không phải là hành trình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nữa các bạn ạ. Úi trời ơi, chúng ta học được chiêu Z hơn rồi. Và chúng ta còn có một cái chiêu X, đó là cái chiêu mà sẽ giúp chúng ta sử dụng được cái chiêu như kiểu trả chấn động của dâu trắng luôn các bạn ạ. Một thanh đại đao quá mạnh các bạn ơi. Mặc dù là nó có hơi đẩy quái đi lung tung một tí với cái đòn đánh thứ ba là dập xuống, nhưng mà ít nhất đây cũng là một cái vũ khí cực kỳ mạnh, tầm đánh thì siêu xa luôn, để rất thích hợp để mình farm các bạn ạ. Khoảng thời gian kể từ lúc có thanh đại đao Bicento này trở đi thì mình đã dễ dàng trong vấn đề farm lên cấp hơn, và mình không còn phải chịu khổ sở nữa các bạn ạ. Đây rồi các bạn, thanh đại đao của mình cuối cùng cũng đã đủ thông thạo để dùng được chiêu X rồi, đó là chiêu chấn động cầu. Trước nay mình dùng thử rồi, mạnh lắm nha các bạn ơi. Ý, các bạn thấy không, nó không hề đẩy quái đi lung tung như kiểu là cái đòn đánh thứ ba của cái đại đao ở đâu. Nhưng mà nói chung cái đòn đánh thứ ba của cái đại đao này nó dập xuống đất này cũng được các bạn ạ. Nó dùng để dọn quái rất là tốt luôn, tại vì nó rất là lan. Điều quan trọng nhất đó là cái trái cái chiêu thức chấn động cầu này là nó cực kỳ bá đạo luôn. Ấy cha, u 10.000 dam, một chiêu Z cũng 10.000 dam, xịn sò. Đúng là đại đao của người mạnh nhất thế giới. Cầm đại đao này đánh boss đơn giản hơn mình tưởng các bạn ạ. Trái mochi còn phải mất thời gian chờ đợi, đây cứ chỉ việc chém. Đây rồi các bạn ơi, cuối cùng thì sau những chuỗi tháng ngày treo dâu trắng còng cả lưng thì cuối cùng mình cũng đã
thấy được có thông báo có xuất hiện dâu trắng rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng nick chính của mình để đánh yếu con này đi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng nick phụ của mình để mình đánh thêm nữa, để chúng ta có thể có được cho mình cái thanh đại đao V2 nhá. Chết mẹ rồi các bạn ơi, tôi không thay được trái ác quỷ các bạn ạ. Tại vì là C1 không cho thay, phải đánh chay vậy. Dâu trắng này đấm liên tục, đấm liên hoàn đấm nghiêm túc nữa. Thật sự rất là trâu luôn đấy nhá. Đây rồi, đến lúc để dâu trắng fake đánh bại dâu trắng real rồi. Nó bảo là đã có điều gì đó đặc biệt hay là kỳ lạ xảy ra với đại đao Vicento của bạn. Thì nói thật với các bạn là mình cũng đang chả hiểu là cái đại đao Vicento V1 hay V2 nó khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà hình như ấy là cái chiêu này này, đó, cái này nó sẽ bay thành quả cầu các bạn. Còn cái chữ X ấy thì nó sẽ có thêm một cái gọi là phát nổ nữa. Chứ còn sát thương đánh bình thường thì mình thấy nó không khác gì đâu. Đây này, thay vì như này nhá, đó, nó sẽ có thêm một phát nổ nữa. Này thì chúa trời này, mày biết tao là ai không? Tao là người sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nghĩ sao ăn được tao. Hay da, tiếp tục farm ở đài phun nước nha các bạn. Mình sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sớm thôi. Các bạn hãy chờ mình nhé. Tiếp tục là đánh bại người máy. Nhưng có vẻ đây là một kẻ địch rất mạnh, với những chiêu thức vô cùng là nguy hiểm. Chúng ta cần phải giữ khoảng cách. Bình tĩnh thôi các bạn. Dục tức bất đạt. Cuối cùng mình cũng đã lên level 700 để làm nhiệm vụ để lên C2 các bạn. Và mình sẽ đánh bại tên đô đốc này để tiến lên tân thế giới. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà mình sẽ tiến lên tân thế giới. Nhưng mà để đến được tân thế giới chúng ta cần phải có sức mạnh. Có rất nhiều quái vật ở tân thế giới và chúng ta sẽ phải đối đầu với những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của mình hiện tại là chưa đủ được các bạn ạ. Và mình nghĩ là mình cần phải trở nên mạnh hơn. Mình sẽ time skip trong 2 năm. Mình sẽ luyện tập cùng với Max Diêu Hầu và mình sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Sekai Chino Tai Kengo đi Orewanaru. Đã 2 năm trôi qua rồi, thực ra là 2 phút. Mình cũng đã thay đổi rất nhiều và mình đã không còn yếu như trước nữa. Mình sẽ tiếp tục trên quãng hành đường hành trình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Và những kẻ địch như thế này không thể nào mà cản bước được mình nữa. Cùng nhau tiến đến tân thế giới. Vậy ra đây là tân thế giới các bạn ạ. Một không khí rất trong lành. À, 3 thanh katana này là tôi để cho vui thôi các bạn. Tôi chưa kiếm được 3 thanh katana các bạn ạ. Phải treo server 4 tiếng mới mua được mà. Nhưng không sao hết, tạm thời chúng ta vẫn đang có thanh đao của người mạnh nhất thế giới. Thanh này được coi là thanh kiếm đấy các bạn nhé, không phải đao đâu nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của chúng ta ở tại tân thế giới biển 2 nha các bạn nha. Rồi, một kiếm sĩ mạnh nhất thì cần phải có một vũ khí mạnh nhất các bạn ạ. Và mình sẽ nâng cấp thanh đại đao này của mình lên nha. Và nâng cấp lên nó sẽ cộng 25% sát thương các bạn ạ. Đó, thanh đại đao của mình bây giờ đã cộng thêm 25% sát thương này. Đó, một chém lên đến 1600 sát thương. Và nếu như mình đội mũ kiếm sĩ nữa thì nó sẽ tăng lên tận 1800 sát thương luôn các bạn ạ. Một sức mạnh vô cùng bá đạo luôn. Nhưng mà sẽ không bá đạo bằng việc là chúng ta dùng cái tam kiếm huyền thoại của Zoro. Và bây giờ thì mình sẽ đi kiếm tam kiếm huyền thoại của Zoro ở tân thế giới nhá. Thanh đao này thật sự rất mạnh các bạn ạ, dùng cực kỳ thích luôn. Nhưng mà rất tiếc đây không phải vũ khí dành cho mình rồi. Mình có 3 thanh tam bảo kiếm cơ. Và mình là phái tam kiếm chứ mình không phải là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Mình sẽ đi kiếm thanh kiếm cho riêng mình. Hello các my friend, mình đã đến được núi tuyết rồi các bạn ạ. Farm cấp 1000 thì đã trải qua khoảng 2 tiếng các bạn ạ. Và 2 tiếng thì có thể nói là mình đã treo server được 2 tiếng rồi. Thì bây giờ cái game của Block Food ấy nó sửa lại là chúng ta không cần phải đợi đến 8 tiếng để chúng ta mua được tam kiếm huyền thoại nữa, mà chúng ta chỉ cần 4 tiếng thôi. Nhưng mà nó có một cái rất là khó khăn các bạn biết là gì không?
đó là các thanh kiếm có thể bị bán trùng nhau các bạn nhá. Tức là nó không cho mình mua một trong ba thanh mình được chọn, mà là nó bán ngẫu nhiên. Ví dụ như là nó bán ba thanh xi xui thì mình cũng phải mua ba thanh. Cho nên là mình đã phải chơi cái bài là nó dễ dàng hơn bằng cách là mình treo đến tận ba nick Block Fruit nha các bạn nhá. Đây, mình có treo đến tận ba nick để nhằm mục đích là ở ba server khác nhau thì mình sẽ có đến tận 3 cơ hội để mua 3 thanh kiếm này. Nếu như mà chúng ta mà có bán trùng thanh thì chúng ta sẽ giảm bớt cái tỷ lệ mà chúng ta phải đợi nhiều lần đi, mà chúng ta sẽ chỉ cần đợi ít lần hơn thôi các bạn ạ. Đấy, chứ mua 3 thanh kiếm này là khổ lắm. Bình thường là mình không bao giờ mình mua đâu. Đây là do là mình làm video làm Zoro nên mình mới mua đấy các bạn ạ. Còn lý do tại sao mà bây giờ mà mình phải cầm thanh đao này thì bởi vì là thanh đao này là cái thanh dễ farm nhất trong thời hiện tại rồi. Mình lại tiếp tục cày mặt ra farm các bạn ạ. Farm không ngừng nghỉ luôn. Farm hết đảo này đến đảo khác, tiếp tục farm nữa, vừa farm vừa đợi kiếm, đợi kiếm rồi lại farm, farm rồi lại đợi kiếm. Và cuối cùng cái giây khoảnh khắc tôi chờ đợi cũng đã tới. Người đầu tiên bán thanh kiếm trong tam đại bảo kiếm. Ok các bạn ơi, mình bay gần chết lên được cái lá. Mà sao phải kiếm được cái chín lá này hay vậy? Vậy rồi, nhìn cách nào để mình nhìn trên này được vậy? Thiên tài anh ạ. Ok, em là rồi ông này ạ. Ông ấy bán cho mình thanh đầu tiên, đó là thanh Sadi. À, thanh này có giá là 2 triệu Belly. Uầy, mua phát ông biến mất thật này. Ok, như vậy là mình đã có một trong ba thanh tam bảo kiếm được rèn từ kim loại vàng. Nice. Ôi, ngon. Cái gì đây? Tao mở được cái thành tựu cái gì mà Hồng Tây Ban Nha Risk Taker ấy. Vãi cả nồi ạ, kiếm sĩ các bạn. Kiếm sĩ chưa mạnh nhất thế giới nhưng mà random ra Mochi. Kiếm sĩ gần mạnh nhất thế giới Random Namochi. Đây nha các bạn nha, để chứng minh mình Random Namochi nha, mình sẽ làm được một động tác. Các bạn biết động tác là gì không? Đó là thả trái ác quỷ xuống. Đấy, chỉ người Random Namochi mới làm động tác này thôi. Đây, Jack lấy đi cả, Mike lấy đi cả. Ô vãi rồi nồi ạ, mẹ mày kiếm sĩ Random hên đấy nhở. Đúng hổ không hổ danh là một trong ba thanh tam bảo kiếm của Zoro. Thật sự là một sức mạnh rất là tuyệt vời. Mặc dù là đây được đánh giá là thanh kiếm yếu nhất. Được đấy các bạn ơi, mấy thanh này một thanh thôi mà mình đã thấy nó có một cái sức mạnh, đó là nó chém rất là nhanh rồi. Thì mình đang không biết rằng là khi mà chúng ta đủ 3 thanh rồi thì nó mạnh cỡ nào. Mình chưa được dùng thử nhưng mình nghe nói là 3 thanh đấy nó không được quá là mạnh. Đấy là mấy đứa nó chơi lâu rồi, nó có song kiếm nguyên rủa, nó nói thế. Chứ còn bây giờ là mình mới chỉ là một người chơi hệ mới chơi thôi và chưa dùng thử được, nên là đánh giá của mình có thể nó sẽ khác cái sao. Bọn nó chơi phế có thể mình sẽ thấy ngon các bạn. Bây giờ trước tiên là tôi sẽ farm đủ 50 con này để làm hoàn thành cái nhiệm vụ của thằng ba tổ lồng mề trước nhá các bạn nhá. Làm nhiệm vụ đấy xong để cho mình được cái tư cách để nói chuyện với thằng quản lý. Sau đó thì mình đã tiếp tục cái quãng hành trình làm chuỗi nhiệm vụ để lên C3. Trong lúc chờ đợi thương nhân bán kiếm tiếp tục xuất hiện, tại vì chúng ta phải đợi đến tận 4 tiếng để ông ấy có thể xuất hiện được một lần. Mẹ, tí nữa tao thua thằng Bellamy. Anh đi từ cái núi đá của thằng Bellamy xuống ấy. Anh đi rồi anh thấy thằng cha này nó đứng ngay sau cái hòn đá luôn ấy. Nó ở ngay cái hòn đá chỗ này này. Ui, Wado luôn. Đéo phải là sát đi luôn. Wado Ichimonji. Wado là em có. Ui nhưng mà vấn đề là tao được 2 thanh rồi mày ơi. Nice. Ngon. Lượm. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã có cho mình 2 thanh tam bảo kiếm rồi. Đó là thanh Wado Ichimonji cùng với là Sadi. Thì tất nhiên là mấy thanh này mình sẽ không nâng cấp lên, mà mình chỉ dùng để nâng lên thông thạo lên đến 300 giờ đủ rồi. Sau đó mình sẽ ghép thành tam kiếm đã, xong mình gọi là nâng cấp tam kiếm sau. Và mình sẽ farm C3 sau. Và nhân tiện nữa là chúng ta sẽ cần thêm một thanh nữa, đó là thanh Shisui, là thanh mạnh nhất trong số 3 thanh này các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì xong rồi mình farm xong thì mình cũng có quả Wado Ichimonji với cả là quả Sadi 300 thông thạo các bạn ạ. Siêu hai bảo kiếm giống nhau vậy đấy.
nó một nó đều có cái chiêu Z là chiêu chém liên tục ấy đây các bạn. Đó, ui. Và cả chiêu Z này dùng sướng tay vãi cả trưởng luôn ấy thề. Ôi, nói chung là tôi đéo được áo choàng các bạn ạ. Số không được áo choàng rồi. Do là mình vẫn chưa mua được Shisui các bạn ạ. Mình vừa mới ngủ dậy thôi, tại vì là còn phải đi ngủ nữa mà. Thế nên thành ra là mình vẫn đang phải dùng tạm Thanh Quan Đô các bạn nhá. Thanh Quan Đô này khá là mạnh luôn. Đây, mình chưa có show được cho các bạn chính thức cái chiêu thức của cái kiếm này. Cái kiếm này có một cái chiêu Z giữ rất là mạnh luôn các bạn ạ. Nói chung là có mấy thanh này farm thì nó cũng không dễ hơn cái thanh đao Bicento là bao đâu. Nhưng mà nó chuẩn kiếm của Zoro hơn các bạn ạ. Thanh này mạnh hơn thanh sắt đi. Mình nghĩ là ấy chết nhiệm vụ. Bên này là quái 1375 mà. Mình nghĩ là cái thanh mạnh nhất là thanh Shisui rồi. Còn thanh này sẽ là thanh mạnh thứ nhì và thanh sắt đi sẽ là thanh yếu nhất các bạn nhá. Farm không ngừng nghỉ. Farm liên tục. Sau đó thì mình đã đi vào trong cái lâu đài băng để mình lấy thanh kiếm của Rengoku. Nhưng tất nhiên là mình không sử dụng rồi. Tại đây không phải thanh kiếm của mình. Nói đã vẻ mê tín với các bạn chứ. Tôi đợi thằng bàn kiếm mất mẹ cả thanh xuân các bạn ạ. Tôi ngủ, tôi trước khi ngủ tôi đợi mua kiếm. Tôi tỉnh dậy tôi vẫn đợi mua kiếm và tôi vẫn mãi đều mua được kiếm. Đéo hiểu. Các bạn đéo tưởng tượng được tôi đã khổ sở như là để mua thanh Shisui đâu các bạn ạ. Shop nó toàn bán qua đô với cả là sát đi thôi. Tôi mua gần chết với thanh Shisui này các bạn ạ. Rồi. Rồi mua thì mặc dù là bây giờ mình đã level 1500 và đúng ra là mình đã phải sang C3 rồi. Nhưng mà do là mình mới mua thanh Shisui này và chúng ta cần phải ghép 3 thanh tam kiếm ở bên cái C2 này. Cho nên mình sẽ farm thông thạo ở đây nha các bạn nhá. Và sau khi mình farm thông thạo xong ở đây thì mình sẽ qua bên C3 sau khi mà mình ghép xong cái tam kiếm. Ok. Một người YouTuber chăm chỉ là gì? Đó là làm video cực kỳ công hiến cho các bạn. Tôi quyết tâm sẽ hoàn thành hành trình để trở thành đại kiếm sĩ mạnh nhất của thợ săn hải tặc Zoro. À, thế thì xem đến đây các bạn đã like và đăng ký chưa? Trời ơi, nghe thấy like và đăng ký cho mình một cái like và đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mình sẽ cống hiến thêm các video khác trong 100 ngày tóm tắt ở trong blog group tiếp cho các bạn nha. Để lại comment ý kiến các bạn xuống bên dưới nhé. Rồi, hành trình trở thành đại kiếm sĩ của mình bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mình đã farm được tất cả các thanh kiếm bao gồm Shisui, Sadi và Wando lên thành đó là 300 thông thạo rồi các bạn nhá. 300, 301 và 380 này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ cái cây đại thụ này. Mình chẳng biết nó gọi là cây gì nữa. Cái cây của Dressrosa này. Sau đây mình sẽ đi lên trên đỉnh này. Khó khăn ở đây ấy là chúng ta phải bay lên kiểu gì các bạn ạ. Khó vai cả nồi luôn các bạn ơi. Chắc là chúng ta phải bay theo từng cái lá cây này mất. Trời ơi, bình thường mình còn trái ác quỷ là mình chỉ cần dùng chiêu bay lên là xong rồi. Nhưng leo lên cái cây này thật sự rất là mệt luôn các bạn ạ. Một cái cây mà nó cực kỳ cao và rất dễ ngã luôn. Nó khiến mình thật sự là sợ luôn ấy. Mình trong một khoảnh khắc mình đang nghĩ đến việc là nhờ anh em bạn bè có thể ra giúp mình là sử dụng trái cửa để đưa mình lên. Chứ thật sự với các bạn là mình không dám nhảy lên luôn ấy vì mình rất sợ rớt. Nhưng mình không ngờ là cuối cùng mình cũng đã làm được. Khó vậy đấy à. Game bắt cua à. Này nếu ví dụ bây giờ mà đéo có xác quỷ nào bây giờ làm cách nào để mình lên được trên này nhở. Ê. Hơi. 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 Lên được rồi. Yeah. Ta sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, vĩ đại nhất thế giới. Em chào anh. Em muốn trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới anh ạ. Ok. Bạn có muốn học chiêu thức Katana gọi là tam kiếm với 2 triệu belly. Như vậy mình đã sớm được. Yes.
mình đã sở hữu được Tam Bảo Kiếm. Ồ, mặc dù nhìn ba thanh kiếm nó bị hơi phèn. Để mình xem nào. Đây rồi, đúng ba thanh luôn các bạn ơi, đúng ba thanh luôn. Sau đó thì mình đã đánh bại Doflamingo với ba thanh Tam Bảo Kiếm của mình. Mặc dù là không có chiêu thức, mình chỉ solo chay thôi, nhưng mình vẫn đánh bại được một trong số các thất vũ hải. Có vẻ như là mình đã bước thêm một bước tiến lớn đến với hành trình trở thành đại kiếm sĩ. Sau đó mình đánh tiếp nhau với cả là Admin Indra. Rồi sau đó chúng ta chính thức qua Siva. Tôi đã quay trở lại sau một quãng thời gian time skip, và tôi vẫn quyết tâm sẽ là người trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Tôi vừa đến một đất nước gọi là Wano các bạn ạ. Đất nước này là đã hướng dẫn cho tôi rất là nhiều thứ về tinh thần của một samurai, và tôi đã học được haki ở đây. Tôi còn nghe nói có một thanh kiếm mạnh nữa mang tên nó là Enma nữa. Tôi sẽ cố gắng đi tìm hiểu về vấn đề đấy để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nhưng mà bây giờ là kiếm hơi yếu nên là tôi bị nó đánh chết các bạn ạ. Nó không phải là tại tôi yếu đâu, tại kiếm yếu thôi. Farm ở C3 cũng rất là khó khăn nha các bạn nha. Bởi vì là giai đoạn đầu này những con quái vật ở đây nó đều có cho mình cái thanh đại đao Bicento của dâu trắng, nên mình đã phải farm bãi quái ở level 1550. Bãi quái này thì dễ farm hơn, nhưng bù lại là tất cả các con quái vật nó đều ở cách xa nhau đến hàng nghìn mét. Chạy rất là mệt luôn, cực kỳ là mỏi tay các bạn ạ. Các bạn thấy tôi cống hiến hy sinh vì nghề không? Cho xin một like, một đăng ký đi các bạn ạ. Đào phụ nữ cũng không kém phần long trọng. Quái thì ở gần nhau đấy, nhưng mà chỗ nhận nhiệm vụ thì xa tít phù khơi luôn các bạn ạ. Chạy lên chạy xuống một lòi cái bản họng luôn. Trời ơi, nhiều khi tôi chỉ muốn trả lời câu trả lời đó là no, không làm clip tới đâu. Nhưng mà không các bạn ạ, nghĩ lại rồi, có thiếu nắng hoa không nở, thiếu sách vở là no, chúng ta phải làm chứ. Vào lúc gần sáng sớm thì cuối cùng mình cũng la lên đến level 1900 các bạn ạ. Farm thì không quá là dễ, nhưng mà nó cũng đơn giản ở giai đoạn đầu game rất là nhiều. Bởi vì về phòng thủ của mình trâu rồi, thì mình cứ liên tục đánh quái và farm lên level thôi, không có gì đặc sắc cả đâu các bạn nhá. Đây rồi, một cái map ở C3 mà khá là dễ farm, bởi vì là quái ở đây ở cũng rất là gần nhau, chứ còn những cái map khác là nó ở cực kỳ xa nhau luôn đấy các bạn ạ. Chạy muốn lòi cái bản họng luôn là mãi chưa với tới bên quái để mà đánh nữa, mà quái lại còn mạnh nữa chứ. Nói chung là farm lên C3 này cực ghê luôn đó trời. Đây, mình khá thích chỗ có 7 thằng bánh ngọt này này các bạn ạ. Cái chỗ có 7 thằng bánh ngọt này là nó ở gần nhau nhất này, chỗ tôi đánh giá là dễ farm nhất ở tại cái C3 này rồi. Nhưng mà không cẩn thận là vẫn bị tụi nó đánh cái bầy màu đó nha. Ok các bạn, trước tiên là mình sẽ cường hóa vũ khí của mình trước đã. Tam Bảo Kiếm sẽ có thể cường hóa lên cấp 1 với cộng 15% sát thương, và cộng thêm với cả chiếc mũ kiếm sĩ này nữa, lượng sát thương gây ra là 3000 trên một nhát chém. Tiếp tục là hành trình đi lấy Haki Legend 7 màu của mình. Thì lần này đánh boss khó hơn các bạn ạ, tại vì mình không có người giúp sức. Hơn nữa là nếu như mà các bạn mà muốn đánh boss thì các bạn nên sử dụng trái ác quỷ. Chứ nếu như mà không có trái ác quỷ mà đánh chay như này thì nói thật với các bạn là dẫu kể cả là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì cũng phải bó tay thôi. Bởi vì đó là trong anime, chứ còn ở trong game này nếu như mà chỉ dùng nguyên cho mình đó là ba thanh kiếm cùng với lại là một cái thân xác mà không có trái ác quỷ hay là không có tộc thì rất là khó. Nhưng mà mình quyết tâm là mình không sử dụng tộc người cá hay là tộc gì cả, bởi vì đơn giản thôi, Zoro là một con người các bạn ạ. Có thể chúng ta sẽ lên tộc Human V3 các thứ được, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không cần thiết đâu. Bởi vì là Zoro là một con người bình thường, nhưng một con người bình thường có thể làm nên những điều phi thường và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Thậm chí có thể mình có thể mình bị chết và thất bại, nhưng mà mình vẫn cố gắng vượt qua và đánh bại tất cả các kẻ thù của mình. Đấy mới là điều quan trọng, chứ không quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải solo thắng bất kỳ một con boss nào ở trong cái tựa game này các bạn ạ. Đó, đây mới chính là hành trình mà mình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đây này. We'll be right back.
Rồi, và như vậy mình đã thức tỉnh được Haki sắc màu vũ trang Legend. Và như vậy là mình đã gần như là hoàn thành cái quá trình mà trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi. Ok, và sau khi xem xong hành trình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới của thợ săn hải đặc Zoro này của mình, nếu bạn thấy thích đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký, và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất theo cả nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.